Tối 4 tháng 10, chiếc Kia K3 2022 đầu tiên được vận chuyển về đại lý, chuẩn bị trưng bày và bàn giao tới tay những khách hàng đặt trước. Xe trong hình thuộc phiên bản 1.6 Premium có giá 659 triệu đồng. Ngoài ra, Kia K3 còn có 3 phiên bản khác, bao gồm 1.6 Deluxe MT giá 559 triệu đồng và 1.6 Luxury giá 629 triệu đồng, còn 2.0 Premium sẽ ra mắt vào tháng 11, chưa có giá bán. Trước đó, một nhân viên bán hàng đã thông báo lịch trình giao xe của Thaco. Cụ thể, khách hàng đặt cọc sớm bản 1.6 Luxury sẽ được bàn giao trước 15 tháng 10. Bản 1.6 Deluxe MT và 1.6 Premium sẽ được bàn giao trong tháng 10. Bản 2.0 Premium muộn nhất vì ra mắt sau. Thời gian bàn giao khác nhau giữa các phiên bản không phải chuyện hiếm tại Việt Nam, do còn phụ thuộc vào linh kiện, dây chuyền của nhà máy. Kia K3 2022 không khác thiết kế so với thị trường Hàn Quốc phần đầu xe là lưới tản nhiệt mũi hồ mở rộng nối liền cụm đèn pha với đèn định vị ban ngày dạng led đứt đoạn đèn hậu và đèn sương mù đều sử dụng công nghệ led cản trước sơn đen bóng và mâm xe kích thước 17 inch thiết kế mới xe có 7 màu cho khách hàng lựa chọn trong đó bao gồm ga màu xanh sẫm deep chroma blue hoàn toàn mới thiết kế nội thất không thay đổi màn hình nâng cấp từ loại 8 inch lên 10,25 inch kết nối apple carplay và android auto hàng ghế trước có tính năng sưởi, làm mát duy nhất phân khúc. Vô lăng ba chấu bọc ra tích hợp phím chức năng và logo mới. Chi tiết khiến nhiều người thất vọng là phanh tay điện tử không có ở phiên bản dành cho thị trường Việt Nam. Kia K3 2022 vẫn duy trì các trang bị như cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói, lẫy chuyển số sau vô lăng, khởi động nút bấm, điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, khởi động xe từ xa. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng, cổng sạc USB tựa tay trung tâm. Khoang hành lý dung tích 502 lít, cốp xe tự động bật mở khi đứng gần 3 giây. Công nghệ an toàn gồm có ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước sau, camera lùi, 6 túi khí và tính năng cảm biến áp suất lốp lần đầu được trang bị trên dòng xe này. Động cơ không thay đổi. Máy gamma 1.6 lít cho công suất 126 mã lực và mô men xoắn 155 Nm máy nu 2.0 lít cho công suất 159 mã lực và mô men xoắn 194 Nm. Bản Deluxe MT dùng hộp số sàn 6 cấp, còn lại sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động cầu trước. Tính năng Drive Mode cho phép người lái tùy chọn 3 chế độ lái normal, bình thường, eco tiết kiệm và sport thể thao.